Từ thời sinh viên đã khoái ăn hàng, rồi lại yêu đương gặp phải cô nàng dịu dàng, hơi bị đam đang mà lại còn chung cái sở thấy ăn hàng. Từ ngày ngược xuôi cùng với cây đàn, làm được bao nhiêu cũng dâng hết cho nàng, đưa nàng đi ăn ăn hàng. Mà ăn nhiều cũng phải có lúc mình ngán, vì nên một hôm anh chạy đi chợ sáng, gói hết những yêu thương mang về, và anh sẵn tay lao vào bếp. Có đôi mắt ai bỗng nhiên xòe tròn vì ai đam đà, có một trời bỗng nhiên ngả say và ngày bỗng nhiên tươi sáng, có cuộc đời bỗng nhiên căng tràn cho dù sẽ đang hết xa, có một cô bỗng nhiên nổi cười cả ngày vì một bữa ăn. Vì anh sẵn tay vào bếp, da 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 da. Anh sẵn tay vào bếp, da 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 da. Giờ là thời loay hoay ngập đầu với công việc, là thời mà tan ca xong còn phải đi tiệc. Thời gian dành cho nhau chẳng còn được lâu nên đành phải tiêu tiền, vào nhà hàng năm sao gọi vài món ăn liền, chỉ cần ngồi bên nhau là quên hết ưu phiền. Mặc cho đời đau điên ngả nghiêng mà kể hết em ơ, nhưng mà mình ăn nhiều cũng phải có lúc bị ngã, vì nên một hôm anh chạy đi chợ sáng, gói hết những yêu thương mang về và anh sẵn tay lao vào bếp. Có đôi mắt ai bỗng nhiên xoay tròn vì ai đam đà, có một trời bỗng nhiên ngả say và ngày bỗng nhiên tươi sáng, có cuộc đời bỗng nhiên căng tràn cho dù sẽ đang hết xa, có một cô bỗng nhiên nổi cười cả ngày vì một bữa ăn. Giờ là thời chỉ những xa hoa mới cho ta lãng mạn, ta xa dần những thứ bình thường nhất trong tim. Vậy thì mình hãy nói yêu thương từ những điều giản dị, bằng bữa cơm anh nấu, bằng tháng ngày bên nhau. Có những khúc ca viết riêng cho người luôn yêu thích hoa, để ta biết trong nhau còn những giao dược ngày xưa ấy. Có những món ăn nấu riêng cho người riêng đang đánh răng, để em biết anh đã tài chơi nhạc lại còn hay cắm hoa. Chỉ là một thức cơm thôi mà do tự tay anh nấu ra, chỉ là một tô canh chua mà khó thích cùng bài con cá. Chỉ cần là có rau dưa cả trên bàn và hai chúng ta, chỉ cần ngồi với nhau em à, cho dù tuổi xuân sẽ qua. Vì anh xem tay vào bếp, da 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 da. Anh xem tay vào bếp, da 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 da. Anh xem tay vào bếp, da 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 da. Anh xem tay vào bếp là vì em.